Xin chào mọi người, mình là Trọng Trần, lo kéo của điện máy 369 nha. Hôm nay lại là một con độ từ đèn LED của con F4 trong rò nè. Đây, thực hiện bởi Mr. Bảo, LED Music. LED Music nha mọi người, bởi LED Music nha, các bạn là bảo chừng lo kéo thôi nha. Rồi, nay có một nhân vật mới anh em, nhân vật này ở dưới Cần Thơ nè. Ôi, nhân vật này thì chắc mọi người cũng quen thuộc quá, Cần Thơ cũng cay mặt rồi. Đó, tình loa, chỉ bán tình đó là quên, chỉ bán loa không bán tình. Gì ghê vậy? Hôm qua là đã có một cái con độ lép rồi. Anh em hôm qua có một cái clip mà độ lép cho một con F400 rồi á. Là hôm nay đi luôn rồi đó. Mới đi hồi nãy luôn. Mới đi luôn. Giờ độ thêm một con nữa nè anh em. Ghê gớm thiệt. Quá trời ghê gớm luôn. Hết kèo. Đây nè, kèo nè. Thấy chưa? Trời ơi. Thì mọi người cũng biết rồi. Bên trên kênh Bảo Bảo tụi mình là rất là nhiều cái clip mà F400 rồi đội LED rồi, bởi vì đội LED lên con loa này quá đẹp luôn, quá là xuất sắc luôn đó. Một củ chính mà đội LED lên thêm một củ mới là 13 củ, xếp đồng giá toàn quốc 200 nữa là 13 củ hai cho một con loa cực kỳ là xịn, một con loa 5 tấc đôi mà còn gặp được nữa đó. Đây anh Tân, anh phát biểu cảm nghĩ là bữa giờ hôm qua nay lên đây sao anh? Cảm nghĩ theo thế nào anh thấy lần này có vui không, phương tiện nào á thì đương nhiên là sẽ vui rồi, làm nhiều anh em thì sẽ vui rồi làm nhiều anh em thì sẽ vui rồi đúng không, hay vậy dưới chỉ có hai thôi, lên đây được 4 mạng rồi, 6 mạng rồi, thấy không, sáu mạng rồi, ok rồi tiếp theo nữa. À, ở dưới ở với lạnh miết quen rồi, lên đây không có lạnh quen không anh? Đừng nói vậy buồn lắm luôn á. Nói chung là anh em cũng gắng đi, thì cuối tháng thì xếp cho lắp cho máy lạnh cho. Trời ơi dữ thiệt tình à. Rồi hôm qua là anh hỏi anh Tình là hôm qua là anh Tình là chốt mấy con phút chấp lộ. Hôm qua hả? Hôm qua là chém cho thôi nha, chém thằng lo nha, là đi ba em bớt hết 400 rồi nha. Thì cái mẫu lo đôi 5 tấc đôi gặp á hiện tại đang bán rất là chạy luôn. Đây là cái này bạn Bảo, còn Bảo đang lắp nét cho con này. Thì lắp này là có cái đơn này là có sẵn luôn đúng không? Cái thương mại chứ. Nghĩa là có đụng lắp thương mại. Đụng cái là đi liền. Đụng là đi. Đúng rồi. Ok. Em gọi thì đây có thể là những cái mẫu lo mà công suất lo bình á, lo bình nhưng mà lo công suất lớn nha, đang bán rất là chạy bên mình luôn. Anh em có thể đến trực tiếp tại cửa hàng 573 Lê Văn Lương hoặc là 35A Nguyễn Linh Cần Thơ nha, để mà test thử trực tiếp tại cửa hàng thì chắc chắn lúc nào sẽ hay hơn là khi mình nghe thông qua cái điện thoại. Thì điện thoại thì nó sẽ nhiều tạp âm, nhất là nhiều tạp âm, thứ hai là rất là nhỏ, nó không có đủ đã đâu anh em. Đó, anh em nếu có cơ hội thì cứ đến trực tiếp nha, hoặc là anh em có thể tham khảo những clip mà có những khách hàng mà đến trực tiếp tại cửa hàng á, là test á, mấy anh em mình có quay lại á, thì anh em có thể tham khảo những clip đó. Rất hay này mà. Ok. Hay luôn. Rồi, nhường lại cho Mr. Trọng nha. Rồi. Công nhận. Cái này trọng đây, đây ngồi ngó gì á, đỉnh học học nghề học chậm á, nghề lép gắn lép gì vậy? Đội lép. Đang học lõm. Tại vì cũng mê quá à. Hòa âm ánh sáng và âm thanh mà. Đó, nó cho mỹ miều đó mọi người, hòa âm ánh sáng và âm thanh rất là hay và đẹp. Âm thanh ở đây là siêu phẩm, anh em gắn vô nó là một siêu phẩm nữa chứ nó không phải là một con lô. Đây cho mọi người xem thử luôn à, một siêu phẩm khác à, từ la đơn à. Đó, từ la đơn nha. Đó, la DB 04 rồi nè. Siêu phẩm la đơn bên mình đó là 5 tấc bánh này sọt và bạn 6 tầng kem chín. Ủa bữa em thấy là có một cái clip mà bữa em quay là cái đèn led của nó là nó chỉ nhé theo tiếng bass mà đúng không? Ủa sao mà nay có hai dãy chứ ạ? Thôi cái này đồ này đặc biệt mà, bởi vậy nó mắc hơn xíu nha. Nó hơn chút xíu rồi. Mắc hơn chút xíu là nhiêu? 1.8, cái kia 1.1, hơn 7 thì 7 xị à. Hơn 7 xị mà có nhé theo tiếng chép với tiếng bass đúng không? Bữa đúng rồi. Nó nè. Ồ. Trời. Có cục gì đẩy lên kìa ha. Rơi xuống là rơi tập trung thôi. Tiếp nè, đó là cái theo tiếng tiếng chép nha. À, để hơi nói nè. A. À, rồi nè, còn tiếng nè. Bụp. Đó, nghe theo bass là chép luôn nha. Bass chép riêng luôn. Đó. Đó con này có giá đi ngày nhiêu? Con này 8 củ rưỡi, đội lép 1 củ 8 lên nữa thì đem tính đi, 10 củ 3. Xíu đồng giá là quốc là 10 củ rưỡi. 10 củ rưỡi là tới nhà luôn đúng không? Đúng, tới tận giường luôn. À, trời. Nằm tận giường á. Anh em tí. Có chương trình trả góp gì mà không tới cửa hàng tới tận giường. Rồi. Có gì không? Còn nếu anh em thích tới cửa hàng tới trực tiếp thì tới địa chỉ 573 Lê Văn Lương đó, Tương Phong quận 7, tới đây mà test luôn. Hỏi có góp không á cha? Hỏi có góp không? Có góp luôn. Góp sao hay lại sao?
thì đó đang nói nè, tại góp anh em tới cái cửa hàng test xong á, ok á, anh em muốn góp thì góp là tại cửa hàng luôn, góp không còn trả trước luôn. Đó. Ý là đến đây cầm theo gì? Cầm theo căn cứ công dân hai mặt là được. Điều kiện là sao, mình không bị sao? Không bị nợ xấu nè. Gì nữa? Không, với lại là không có trả góp một chỗ nào khác nha. Để anh em trả góp chỗ nào khác á thì thường hồ sơ bị fail rất là cao. Để cho dễ đậu không? Đúng rồi. Thôi còn nói với anh em nào ở xa không thể tới được cửa hàng bên mình á thì có thể gọi là làm góp online luôn nha. Online đó. Nhưng mà online nếu mà nghe vậy là chắc không có trả trước rồi, mà nếu mà online vậy trả trước nhiêu? 40%. 40% anh. Đúng rồi. Ví dụ nha. Ví dụ con lo này là 8 củ rưỡi đi, trả trước 40% là bao nhiêu? Thì 800 rưỡi là 8 rưỡi triệu triệu 7 là khoảng tầm ba triệu bảy ba của bảy, giờ trả trước ba của bảy đúng không? Đúng rồi, tính luôn là bao phí hồ sơ và phí vận chuyển luôn rồi nha. Ủa vậy còn nếu mà không có lép đúng không? Không lép là ba của bảy đúng không? Lép nha. Lép là riêng nha. Lép là nếu mà cộng thêm một củ tám đó đúng không? Hồi nãy mình nói đúng không? Đúng rồi. Vậy con kia cũng vậy không? Không, cái con mà anh đi vô đi, anh con cái con mà hai anh lão với anh Tình nè. Ăn ngồi gắn lép nè, cái con này 11 củ 9 đúng không? Nhưng mà gắn lép thì trả trước bao nhiêu? Gắn chạy lép hả? Đúng rồi, gắn lép thì trả trước bao nhiêu? Khoảng tầm 6 củ. 6 củ hả? Đúng rồi. 6 củ là trả trước 6 củ rồi, mỗi tháng trả bao nhiêu tháng? 6 tháng à? 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng. Vậy là mỗi tháng mình chỉ bỏ chút ít ra tầm 1 củ mấy à? À. Đó, chút xíu à. Là thì tôi hỏi rồi game nó. Giờ mình nếu mà 11 củ 9 mà gắn lép lên nữa là cộng thêm nhiêu nữa anh? 1 củ mốt, là lép này cứ 2 vòng thôi, là vòng bát thôi. Cái gì bát thôi là... Ủa này, cái này rẻ hơn cái ngoài đây nè. Đúng rồi. Như nó vậy vậy, theo bát thôi. Cái ngoài đây xịn sò hơn cái trong đây ta. Đúng rồi, lép con này xịn hơn. Còn rồi á, muốn sở hữu một trong hai con này á, hoặc muốn sở hữu bất kỳ con nào á, thì có thể để lại bên dưới hoặc là ở trực tiếp cho mình nha.